lớn lên cho lùm gạo cái nè. Rồi ngon lành đó, chép bát thái đầy đủ nha nè, để con còn ha. Hello. Hello, 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 chào tất cả anh em nha. Chào tất cả anh em, chào lên kênh của Phương Đam Mê Vlog nha anh em. Đó, trước mặt của mình hôm nay lên rất là đồ, nhiều đồ xịn sò nha anh em. Ôi, đồ to, đồ nhỏ, đồ tài le không nghe từ lưa hết trơn. Đó anh em thấy chưa? Nè, trời mấy lô xịn nè anh em. Sony, Bioner, đó, các kiểu nha anh em. Đó, Panasonic gì đó. Cassette nè anh em, cassette khủng thấy chưa? Đó, cassette khủng còn sáp. Đó, cặp loa Sony xịn nè, đó, âm ly nè, súp gì từ lô hùng me cho anh em ơi. Đó, nguyên bộ nè. Úi dồi ôi, rồi không có nói dài dòng nữa nghe anh em sẽ dựng máy và sẽ báo giá từng đơn cho anh em luôn nghe anh em. Rồi anh em, trước khi vào video thì cũng như mọi khi em sẽ chúc cho anh em nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt nghe anh em. Đó, hôm nay là ngày 28 tháng 10 năm 2023. Đó, em lên rất là nhiều đồ xịn sò cho anh em chế cháo nghe anh em. Đó, trước tiên mình lên mấy đồ nhỏ nhỏ trước này nghe nè. Rồi, không có nói dài dòng nữa, em sẽ lên mã đầu tiên clip này. Đó, mã đầu tiên clip này là con này nghe nè. Con này nè. Đó, một cặp chép. Đó, hai cặp luôn nè. Đó, hai cặp lo của thằng Sunmat đằng ngoài nha. Đó, hàng của Sunmat nghe nè. Đó, hàng vứa vào vứa vẳng đâu. Rồi, con này cũng từ đôi luôn nghe nè. Đó, nó như dây nè nghe nè, nó đẹp như dây nè. Đó, bắt đầu khui, khui. Ôi dồi ôi, anh em thấy chưa anh em. Đó, một cặp ha. Rồi tới cặp này nó cũng đẹp luôn anh em. Đó, đẹp keng. Khui. Đó, toàn là rau cá chốt không nghe anh em. Rồi, để em đo đường kính cái. Đó, con này cần 8 phân anh em. Đó, cũng như 8 phân đi. Rồi, củ từ của nó thì 5 phân. Đó, thì con này chắc cũng vậy luôn anh em. Đi gan ha. Từ nhỏ là 3 nè, của từ lớn là 4.5 nghe nè. Rồi, để em nghe máy một cái. Rồi xong em quay lại nữa nghe nè. Rồi, bắt đầu là em test nhạc anh em ơi. Đó, test nhạc nghe anh em. Máy này nó hay nghe thôi, được khỏi bàn nghe anh em. Ôi vui gì. Ôi dồi, nó nghe ngạch chát chát nghe anh em. Đó, rồi ngon lành cành đào nghe anh em. Rồi tới này nha. Đó, mấy con như dày đó mà nó hát đỉnh lắm đó nghe anh em, chứ không phải vớ vào vớ vẩn đâu. Tiếp tục nè. Ôi dồi, rồi tới em này nghe nè, em cuối cùng. Rồi ngon lành cành đào đó, xong nghe nè. Rồi em sẽ lên mã của clip này luôn ha. Đó, clip vừa rồi mã cuối của nó nè, clip vừa rồi mã cuối nó là 153 ha. Đó, em nói tiếp theo luôn nghe nè. Đó, nói tiếp theo luôn. Rồi mã này là 154 nha anh em, tiếp theo là mã 154 ha. 154. Đó, em sẽ lên hai cặp này luôn anh em. Đó, để cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó. Ủa dù ơi, anh em thấy nè. Nó đẹp keng luôn anh em. Đó, hàng của Sunmat nha, chứ không phải hàng nội địa. Nhưng mà thằng này hát không thua Sunmat nha anh em. Đó. 154 150k. Đó, đi qua. Đó, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Em cứ lần lần tới thôi anh em ơi. Đó, thằng này đây. Ủa vui, thằng này xịn nha nè. Thằng này là của thằng sắc cái gì CHN, là của thằng Panasonic nha nè. Anh em thấy chữ M nữa không? Đó, biểu tượng chữ M là của thằng Panasonic nha, hàng xịn nha nè. Nó đẹp. Keng xe ben long lanh luôn nha nè. Đó, CHN. Nè, chữ M đó thấy chưa? Đó, đẹp keng xe ben long lanh luôn nha nè.
Ôi nó đẹp như dây nè, nhưng mà quan trọng là em khui coi nó như thế nào nha. Có khi bên trong nó tào lao té ngửa luôn. Khui. Ôi dồi ôi, nó như dây được chưa anh em? Trời ơi, bị chuột cạp chút xíu này quá uổng. Tí nha anh em. Như một cái lỗ tâm thôi. Đó, coi như đẹp hết, không ảnh hưởng gì nha. Đó, uổng quá. Tính bác sĩ gửi gặp cái này chết nữa. Rồi đo đường kính nha, con này 6 phân anh em. Đó. Tâm hai lốc của nó là 7 phân. Rồi, củ tự nó là 4,5. Test nhạc nha anh em. Con này thì anh em thấy là đẹp keng nè. Đó, mấy con này khỏi bàn đi. Đó, bắt đầu lên nhạc thôi. Úi dồi ôi. Quá đỉnh. Đó, tốt, một thằng. Quá tốt rồi. Rồi. Lên giá em này luôn anh em. Đó, con này thường em bán cũng phải lượng tiền sĩ gửi. Đó. Nó mới hài lòng với em được anh em. Đó, nhưng mà con nó bị lủng một lỗ kim. Đó thì bắt giá bớt giá cho anh em thôi. Rồi, mã này. Mã này 155 anh em, 155. Đó. Em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là chỉ là 100k thôi anh em. Trời giá gì nó yêu thương làm sao. Đó. Giá như như ve chai vậy ta. Rồi, đẹp keng luôn anh em nè. Đó, đẹp keng xe ben luôn. Đó. Rồi cái mã 155, 100k đã đi qua. Bắt đầu em lần lần tới nữa nha anh em. Lần lần tới hốt cặp này đi, cặp xịn sò nữa đi. Trời ơi nhìn mặt trước nữa nè. Nó như là một cái quả tiễn vậy đó nha mày. Đó, nó đẹp như dày được chưa anh em? Đó. Con này hiểu nó là Sony nha anh em nè. Sony nha, đây Sony nha anh em. Đó. Sony nha, còn riêng đàng hoàng nha anh em. Nhìn nó đỉnh chưa? Rồi để em đo đường kính nha. Con này nhìn đã anh em. Mặt trước nhìn nè, sướng không? Rồi đo đường kính con này có khoảng 8 phân anh em. Đó. Củ từ nhỏ của nó là 3 phân nè. Củ từ lớn là 4 phân nè. Rồi. Bắt đầu làm test nhạc nha. Mấy này hát cũng dữ lắm anh em ơi, hàng xịn sò của Sony nha mấy anh em. Đó. Đó, con này để mặt tiền người ta tới bài luôn, nhìn đẹp ghê chưa. Đó. Rồi, tới em này nha, tiếp tục nha. Quá dữ. Rồi. Em lên giá cầm này luôn anh em ơi. Hát đỉnh làm sao. Rất đẹp anh em, con này đẹp lắm á, anh em chốt con này là để làm mặt tiền là đẹp dữ lắm luôn nha. Rồi. Mã này. Mã này 156 nha anh em, 156. Đó. Em sẽ lên cầm này để cho anh em với giá là 150k luôn anh em. Trời ơi. Giá nhìn yêu thương làm sao. Đây, mã 156 150k nha anh em. Còn rất đẹp nha anh em. Đó. Giờ cho anh em tha hồ mà chế cháo luôn. Rồi. Tới em này nha anh em. Nè, tới cặp này nè. Đó, em lên hai cặp này nha. Úi dồi. Hai cặp đều là của thằng Sony hết trơn nha anh em. Nè. Sony nè. Úi dồi ôi, Sony anh em thấy chưa? Đó. Lỡ trong mấy lo tivi nha anh em. Nè, tới Sony nè. Thấy chưa? Sony nha. Đó, hai cặp nha anh em. Rồi. Lột này ra cái. Đó. Rồi bắt đầu khui 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 khui. Trời ơi nó đẹp như vậy được chưa anh em? Đó, một thằng. Rồi tới này, khui, ngõ. Ok nha anh em. Rồi, đo đường kính. Đo sơ sơ thôi. Con này thì có khoảng 6,5 nè. 13 nha anh em. Đó, của từ 5,5. Này cũng vậy luôn. 6,5. 13. Của từ 6 phần. Rồi, test nhạc nha anh em. Đó. Qua tụ nha. Rồi, tốt quá tốt. Hát rất tốt.
Tới này nha. Rồi, quá đỉnh anh em ơi. Đó, video chắc hơi dài nha. Đó, test cũng lẹ lẹ chút đi, mất thời gian rồi. Quá dữ, nó hát rất tốt. Rồi quá đỉnh luôn anh em ơi. Đó, ngon lành cành đào anh em. Rồi hai cặp nó hát đẹp làm sao. Rồi em lên giá cho hai cặp này luôn anh em, của Sony hết trơn nha. Mã này, mã này 157 nha anh em, 157. Đó, em sẽ lên cặp này để cho anh em với giá là 100k thôi anh em ơi. Đó, giá yêu thương thôi. Để cho anh em hai cặp luôn anh em, làm chỉ có 100k nha. Đó, ui nó đẹp con này mà anh em về làm lô lời thì tới bài luôn anh em. Đó, hát xuất sắc luôn á, hát nghe rất hay anh em. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo anh em. Đó, mã theo lên hai cặp này luôn. Đó, lo xịn gì đâu á. Ủa, ôi dùi, không cặp thôi anh em ơi, con này đã nè. Bốn ôm mi cà gô vậy nè anh em, thấy chưa, nó đẹp dữ lắm anh em. Khui trời ơi, nó có cái ê căng luôn mới ghê chứ. Đẹp keng luôn trời. Đó anh em thấy chưa, đẹp keng nha. Rồi đo đường kính nha anh em. Con này là con chô con chép nè, còn em này là con chung của nó nè anh em. Đó, bán phân ra luôn. Con này 7 phân nè, tâm nói đó là 8 phân nè, củ từ là 4 phân nè, bét nhạc nè anh em. Bét nhạc. Quá đỉnh, nghe rất là xuất sắc nha anh em. Rồi tiếp tục con này nữa nha. Rồi hát rất là tốt nha anh em. Đó, con này hát rất là đỉnh luôn. Đó, con này phiên anh em đừng có mua khơ khơ anh em. Đó, anh em mua về tốt thêm chai lăn nách nữa, nhức nách anh em, nghe rất là nhức nách ha. Rồi mã này, mã này 158 anh em. Đó, 158, em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là 100k thôi anh em. Trời ơi, giá gì nó yêu thương làm sao, hát rất là hay luôn anh em, đẹp. Đó, con này con lo chung của nó nè, có nặng cũng 4 ôm luôn, gì microla gì đó nè. Đó anh em thấy chưa, đó nó đẹp như dày nè anh em. Đó anh em nhìn nha, hàng như dày xuất sắc chưa. Khui trời ơi, cái bên trong của nó anh em nè. Ủa, cái mũi của này bị mất tiêu anh em ơi, này bị tiêu rồi, mũi bị tiêu rồi. Đó anh em thấy chưa, cái cun người ta nè xuất sắc chưa nữa. Đó, cun chống cháy đàng hoàng nha, còn cái cục giữa nó giống như đồng như anh em. Đó anh em thấy chưa, anh em nó lú ra mới thấy mới nói được nha nè. Đó, cái cun nó đỉnh cho anh em. Đó, con này thì bị một mũi lo giờ phải không, chắc mục quá sao thấy nó chống lỏng trước nè. Đó, rồi anh em về gắn cái mũi lo cho anh em, hay là để gì chơi cũng được luôn, rất là đẹp nha. Đem đồ đường kính nha. Đó, nó như dày nha anh em, 7 phân, tâm hai cũng là 8 phân, củ từ là 6 phân, tẹt nhạc nha anh em. Rồi, ngon lành cành đào nha anh em. Đó, xong. Rồi em lên con này nữa nha. Đó,
nó hát tiếng sáng như trăng rằm nghe nè, đó nó hát rất là sáng sủa luôn, nghe rất là trong nghe nè, đó. Ô con này về đi anh em ơi, hát đỉnh nha. Rồi mã này, mã này 159 nha, 159. Đó con này đáng ra bán có khoảng là 1.5-2 xị. Tình trạng là mi mất cái mũi lo, nó bị tiêu thôi, đâu có tiêu rồi đó. Nhưng mà rất là đẹp nha em, để con này cho anh em với giá là chỉ 100k thôi anh em ơi. Đó rồi, giá thì yêu thương làm sao vậy, có mũi lo anh em kiếm gắn vô nha em, hay là để luôn cũng được nha. Tùy đó, 159, 100k đã đi qua đó. Bắt đầu em tới con này nha em, đó em lên mấy đồ xì ke xí bụi cho anh em chế cháo nè. Đó anh em thấy chưa, nó như vậy cun nha em, con cổ ok nha em, đó nè, đó anh em thấy chưa, đó khui, trời ơi, ôi cái mũi gâu cá chốt đàng hoàng nha em, đây nè, mũi nó hơi mấp mấp chút xíu nha, bụi nha em chưa vệ sinh nha em, đó, mũi râu cá chốt đàng hoàng nha, rồi đo đường kính thôi, đó là mấy đồ yêu thương này cho anh em về chế nha em, bán 25 năm là bán 25 đó nha em, đó củ từ thì bé bé xinh xinh, củ từ 10 phân nha, còn này nghe tiếng nó sáng rồi nha. Đó mấy con này thì em bán giá yêu thương thôi, về cho anh em chế cháo làm gì làm. Rồi test nhạc nha anh em, đó lên chút rồi đi thẳng nha, không qua tụ nha. Ngon lành cành đào nha em, đó ok rồi, tới con này nha. Quá sáng đó anh em, ở nhà có cặp bass 25 nó bị cháy hay mất côn gì đó, lụm con này về nha anh em, nó dễ ghẻ yêu thương thôi. Đó tập trà bá hát rất hay nha anh em, mũi gâu cá chốt mà gâu cá chốt kiểu chú hề anh em. Rồi mã này, mã này 160 anh em, 60. Đó em sẽ lấy con này để cho anh em với giá là 250k thôi anh em, trời ơi giá gì nó yêu thương làm sao. Rồi mã 160, 200k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Bắt đầu lên mã tiếp theo anh em ơi. Đó, em cứ vét dài dài qua anh em. Nè, tiếp tục nè. Trời ơi. Đó, nó dí dày được chưa anh em. Đó, con này là để CHN nha, là của con Panasonic nha. Cái chữ Panasonic đầu trong đây nè. Đó Panasonic nha anh em. Hàng 6 ôm nè ngoài nha, 6 ôm. Hàng xịn sò đẹp can span luôn anh em. Cool nè. Trời ơi, cool như dày được chưa anh em. Đó cun như vậy có ghim chưa, đó là cun còn ghim đó nghe anh em nè, đẹp can. Bắt đầu làm khui khui, trời ơi nó đẹp làm sao, đó nó đẹp như vậy nghe anh em, đẹp can xe ben mấy màu luôn. Rồi đo đường kính thôi, đó con này có khoảng 9 phân anh em, tầm hồi đó của nó là 9,5, cụ từ 7 phân anh em, trời ơi quá lớn quá lớn. Để em té thử nó hát như thế nào nghe anh em, con này đẹp dữ lắm luôn, đẹp can luôn mà cụ từ to luôn. Đó, test nhạc thôi. Qua tủ nha anh em. Hát rất tốt. Đó, hết nhạc luôn. Đầu tới con này nha. Đó. Quá đẹp, nó vừa đẹp mà lại lừa hát hay nữa, đó đẹp mà còn hát hay nữa. Rồi lên giá con này anh em, con này cũng Panasonic nha, 6 ôm. Mã này, mã này 161 anh em, đó 61. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 200k anh em, đó 161 để cho anh em với giá là 200k ha, quá đỉnh luôn anh em ơi. Rồi xong, em lại lên mã tiếp theo nữa anh em. Đó em lần lần tới mấy cái đồ yêu thương nè. Trời ơi, con này cũng Samco, Samco là cũng Panasonic đó anh em. Đó. Samco là của Panasonic,
6 ôm. Ô nó nặng làm sao đây. Anh em thấy chưa? 6 ôm đó anh em. Đó. Côn à. Côn như dây có ghim chưa anh em? Đó. Nói chung là côn còn ghim đó anh em. Đó. Bắt đầu là khui, khui, khui. Trời ơi. Nó đẹp keng luôn anh em. Ủa sao hai gắn khác nhau ta? Cái gân màu xì xa màu đen còn cái này màu xám xám hơn. Ồ vậy là chắc nó hư gân, nó thay gân anh em ơi. Cái này còn gin nè. Gân gin, gân này thay nè. Đó. Nói chung một cái thay răng nè. Nè thay cái này còn gin nè nha. Rồi, có nhiêu thôi. Rồi, bắt đầu là đo đường kính nha anh em. Con này tâm nó ê con này là 10 phân nha. Đó. Tâm nó của nó 11 phân. Rồi, của từ là 7,5 luôn anh em, quá dữ. Của từ to dữ gì sao nè. Rồi bắt đầu là test nhạc anh em. Ủa dồi. Đó, quá đỉnh. Một thằng. Con này thầm là làm găng gì ngoài anh em, chắc nó mục quá. Một hơi lủng như người ta làm rồi ha. Đó. Quan trọng gì? Rồi. Nói chung là còn ghiên đó anh em, cuôn bỗng là còn ghiên chứ. Rồi, hát tốt. Đó, con này thì em lên giá yêu thương anh em. Con này nó nặng dữ lắm anh em, khá nặng nha. Rồi, mã này. Mã này 162 nha anh em. Đó, mã 162. Đó, 62. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là thường thường cặp này bán 2 xị gửi anh em, tại vì con này nó bị người ta thay cái gân ngoài cũng không ảnh hưởng gì. Hư được mới thay gân thôi, không có ảnh hưởng chất âm nha anh em. Đó, để cho anh em với giá là 200k thôi anh em. Đó. Còn đẹp keng span luôn nha. Rồi mã 162. Đó, 200k. Đó, đi qua. Bắt đầu em lần tới đó nha anh em. Úi giời con này cũng đẹp làm sao. Con này là của thằng gì đây? Da băng đàng hoàng anh em. Đó. Biểu tượng này con gì quên tuốt rồi ta. Nói chung hàng xịn nha anh em. Đó. Hàng xịn nha cho hàng vớ qua vớ vẫn đó nha. Đây nè. Đó anh em thấy chưa? Cool. Ui cool là còn ghim đàng hoàng anh em nè. Đó, cool là còn ghim nha, bắt đầu khui khui. Khui. Ui lo vuông anh em ơi. Đó. Lo xịn, lo vuông nha. Nó. Ui giời lo vuông nha anh em. Rồi đem đo đường kính coi. Con 10 phân anh em. Đó, tâm hai ốc của nó là 11 nè. 11 luôn. Cụ từ là 7 phân anh em. Rồi bắt đầu là test nhạc nha. Lô vuông luôn ta. Úi giời ơi. Quá dữ. Hát nghe rất là hay luôn. Cũng nặng lắm nghe nè, khá nặng nha. Rồi tới em này. Quá dữ à. Trời ơi con này đẹp làm sao thiệt ơi. Đó con này khá đẹp nha anh em. Đó, rồi xong, để em nghe máy rồi xong quay lại nha anh em. Ta đang điện rồi. Rồi anh em, đó. Bắt đầu lên giá anh em ơi. Đó. Con này hát rất là tốt anh em, hát rất là đẹp luôn á. Mà nó lo vuông nó độc lạ nó. Ủa dù găng đi ngược nó mới ghê chứ. Đó. Rồi mã này. Mã này 163 nha anh em, 163. Em sẽ để cặp này cho anh em với giá là 250k nha anh em. Trời ơi. Giá gì yêu thương làm sao anh em ơi. Rồi mã 163 nha anh em. 250k đã đi qua. Bắt đầu em lần tới nữa nha. Đó. Mấy cái lò xịn sò nè anh em. Đó lò này thì có cái mặt ê căng nó như vậy luôn anh em. Cái này còn nguyên đẹp nè. Cái này bị mẹ chút xíu nè nha. Đó. Chút xíu thôi. Bắt đầu em dỡ cái mặt này ra ngoài luôn đi. Đó. Dỡ cái mặt ra ngoài nó sẽ như vậy. Anh em thấy chưa. Còn rất là ok nha anh em. Nè. Đó. Cool. Trời ơi cool là còn ghim đàng hoàng anh em như nè. Đó, cái keo đi búng lưỡng anh em. Đây nè. Nòng niết này kia đồ đủ anh em ha. Đó. Ok chưa? Cool rất là còn ghim luôn.
Con này sâm sâm cô là con Panasonic nha anh em, 6 ohm nè. Đó. Sâm cô 6 ohm của Panasonic, đó. Ok nha anh em. Để coi cái này có nào lợi gỡ cho anh em thấy Panasonic không. Nói chung con đó Pana đó anh em. Rồi. Sâm cô là Panasonic. Rồi. Đầu đó đường kính thôi. Con này là 12 phân. Tâm hai lốc của nó là 12,5. Củ từ là 7 phân. Rồi. Test nhạc nha anh em. Test nhạc thôi. Qua tủ nha. Rồi, ngon lành cành đào. Rồi tới em này nha. Hết nhạc rồi, chúng mình lên dòng mới anh em ơi. Mất nhạc luôn rồi. Chuyển qua luôn. Rồi. Ngon lành cành đào, hát tốt nha anh em. Đó, nó sẽ có hai mặt cây căng này luôn. Lên giá cho anh em luôn ha. Con này cũng Panasonic nha, mã này. Mã này 164 nha, 164. Đó. Nó có nguyên cái này cho anh em hết luôn cho anh em luôn. Để cho anh em với giá là 250k luôn anh em. Đó. Giá gì yêu thương làm sao. Rồi, cái mã 164 250k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Mày tiếp tục anh em ơi, em sẽ lên cặp này nha anh em. Đó, cặp này là của thằng Sony nha anh em. Đó, cặp Sony nha. Đó, nó như vậy nè anh em. Đó, chữ Sony chà bá nha anh em. Đó. Cun. Trời ơi, cun là còn gin đâu hoàng anh em. Đó nè. Đó. Nước keo gin của ta là như vậy đó. Chà không có hỏng cái gì nè. Đó, ok anh em. Đó, nó có luôn cái này nè, cái mặt này luôn nè. Cái căng. Đó, nó đẹp như vậy nè anh em. Rồi, cái căng của nó như nè. Gì cái miếng bảo vệ cái ấy đó. Đó. Một thằng. Đó, con này cũng vậy luôn anh em. Sony nha. Đó, hàng là xịn sò nha. Kin là cool là còn kin đồng quảng anh em. Đó. Ủa dù nó đẹp nè anh em. Nó đẹp như vậy được chưa? Đó. Nó có cái miếng bảo vệ nè anh em. Đó thì để cho anh em luôn. Rồi để em đo đường kính sơ sơ coi. Mã này, ê coi đường kính nha anh em. Đường kính này tổng nó hết 14 phân nhưng mà em đo như vậy thôi. Như vậy là 13,5 nha anh em. Đó. Còn như vậy á là 14 phân. Đó, củ từ của nó là 9 phân anh em. Rồi. Test nhạc thôi. Dạ. Test nhạc. Qua tủ. Úi giời. Quá dữ, hát rất tốt. Đó. Hát là khỏi bàn anh em. Mấy em Sony anh em biết rồi, hát là khỏi bàn đi. Hát chỉ có ghiền tới ghiền thôi. Rồi tới em này nha. Úi dù ôi. Đó. Rồi. Nó hát như vậy được chưa anh em? Rồi em lên giá con này nha. Đó. Úp lại luôn đi, lỡ rồi. Cái này nó có miếng mũ úp được mới được nha anh em, không có miếng mũ không được nha. Rồi. Lên giá cặp Sony này luôn. Đẹp. Đường kính nó gần 14 phân. Đó. Mã này. Mã này 165 nha anh em. 165. Đó, em sẽ lên cặp này cho anh em với giá là giá rất yêu thương nha anh em, để đến cho anh em với giá là 350k cho cặp này nha anh em. Trời ơi con này nó hát thì khỏi bàn. Cặp này lo của Sony nha anh em. Rồi mã 165, 350k đã đi qua. Bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi em lên mã tiếp theo nha anh em. Đó là một con súp nha. Đó, con súp như vậy nha. Đó, con súp. Để JBL, không phải JBL đâu nha anh em. Đó, con súp này cũng xịn thôi nhưng mà không phải JBL ha. Tại người ta dán thôi. Đó. Con này em bán hoài mới biết nha anh em.
nè, bát nó rất đẹp nha. Đó, một bên nó còn tổng cộng hai con này, là một con này là hai súp nha anh em. Đây một súp nè. Đó. Và bên đây là một súp nha anh em. Đó. Nè. Anh em thấy chưa? Rất đẹp, nhìn bên ngoài mình nhìn thấy vô là cái súp rất đẹp nha anh em. Đó, đầy đủ ốc ác. Nói chung con này đẹp nha, đẹp keng luôn. Đó, con này khỏi bàn khỏi chơi anh em. Đó anh em, con này anh em vệ sinh ra một cái thì tới công chuyện nè, bụi nè. Đó. Em quét bụi vô đầu là sạch, con này sạch nha anh em. Đặc biệt là con này sạch. Hồi đó em bán nhiều con lắm, con này là sạch nhất mà đẹp nhất. Đó. Dây thì tất nhiên nó ra hai cọng dây gì nè. Nè, ra dây nè nha. Đó. Thì một cặp dây nó gì đó nó ra một bên đó anh em. Đây nè. Đó, tổng cộng ra gì ha. Rồi. Bắt đầu là test nhạc nha anh em. Khoan để đo đường kính trước thì test nha. Sao? Đó, đường kính em này của nó, tổng của nó. Tổng của nó là tới 48 nè anh em. Ôi giời. Rồi đo làm sao đây? Đó. Vậy là 48 nha. Nặng khó đo nữa. Ngang nó 30 anh em. Đó. Đứng của nó, đứng là đo ngoài này đi. Đứng của nó có khoảng là 17 18 nha anh em. Đó cỡ đó đó, 17 18 cỡ đó đó. Rồi. Bắt đầu làm test thôi. Test nhạc. Đó, nắm một đầu một cộng lên trước anh em. Đây một cộng âm nó ngay đây nè. Đó, nắm con cộng nha. Đưa vô nghe nè. Ôi giời ơi, nó quánh cung nhà luôn anh em. Quánh con rồi nè. Đó. Một thằng. Rồi tiếp tục tới con này ha. Con này chưa đưa vô đây luôn, lát thử hai con lượt cho dễ nhớ biết. Đó. Tới em này nha. Đó, quánh vào đây nha nè. Quá đỉnh rồi. Rồi, em hốt hai thằng vô lượt luôn nè. Đó, ngoài lượt. Đen câu hai thằng nè, đỏ hai thằng quất luôn. Ôi giời. Trời, quánh rung cái này luôn rồi. Rồi, thấy ghê. Nó quánh quá dữ rồi nè. Cái này là súp hơi nha. Đó, súp hơi. Rồi, em lên giá con này luôn anh em ơi. Đó. Mai Phước ai dán chữ này đã, chữ này đẹp à. Đây bằng nhôm là ngoài nha. Chữ đó, ngoài giỡn là người ta dán thôi. Nhưng mà dán như tăng thêm cho mình sự đẹp đẽ thêm với anh em. Được. Đó, con này đẹp nha. Tính bán con này 5 xị nó dán này không mà bán là cho anh em thêm đó. Cái nhôm người ta đó nha. Rồi. Mã này. Mã này 166 nha anh em, 166. Em sẽ lên con này cho anh em với giá là 600k nha anh em. Ôi dù ôi, con nó đẹp keng luôn anh em. Đó. Em bán nhiều con lắm anh em, nhưng mà con này đẹp nha, mà lâu lắm mà vắng mặt nó có khoảng là gần 60 tháng nay không bán lại á. Tại không có đâu bán. Rồi mã 166 600k đã đi qua. Bắt đầu lên mấy đồ xì ke xí mùi này nha anh em. Rồi anh em. Em lên một con đài nha anh em. Đó, một con đài là một con đài cổ nha. Ôi dù ôi. Anh em thấy chưa nè, một con đài cổ nha. Lo nó lo vuông nha nè. Nè, lo vuông nha. Đây nè nè. Lo vuông, con đài này hiệu của nó là Sharp. Model nó là WF939 nha nè. Đó, con đài cổ. Chưa chân để trước được 200W anh em thấy chưa. Đó, Sharp, made in Japan. Đó, nút ná nè, quá đỉnh cái nút này thiệt chứ. Đó. Đó, anh em thấy chưa, bụi bặm anh em vệ sinh luôn nha. Đó, con này là lúc mà em mua về anh em thử là đèn vuông nó chạy lên đã lắm anh em. Chạy đã luôn, đèn vuông chạy chân như này nè. Cái đèn mà đèn chớp anh em, chạy lên chân luôn. Không biết bấm xạo bấm đâu mất tiêu chân rồi. Đó, tắt nguồn nè. Mở nguồn nó lên nè. Đó, anh em thấy chưa, lên nè. Đó. Có điện vô bình thường đó anh em. Mà lúc đem về là thử là nó còn vẫn chạy này lên luôn á. Hát, hát thì hát nhỏ thôi. Đó, găm vô hát rất là nhỏ, không lớn. Đó giờ bấm tùm lum nút, bấm riết không mất tiêu cái đèn vuông này luôn. Đó anh em coi có nghiên cứu luôn anh em. Con này là con đài cổ, con đài đỉnh luôn anh em, đỉnh của chớp luôn, đài rất là to ha. Mặt trước là đủ ok đó. Mặt sau có anten. Có quay luôn, quay dở ra chắc bụi lắm đây. Anh em thấy chưa? Bụi anh em. Đó. Con này để chắc biết bao nhiêu năm ha. Đây mặt sau là đầy đủ anh em. Đó, không thiếu nha. Đó, model rồi hết biết được rồi. Thì sáp anh em, đó, W939 đó. Rồi. Con này chà bá luôn anh em. Đo đường kính cái đi.
con này bự dữ lắm luôn, con này còn nguyên cho nha, anh em thấy chưa, còn nguyên nữa nè. Đó, con này bì dài của nó là tới 68 luôn nha, bì dài 68, bì ngang của nó, bì ngang là có khoảng 18, đó, bì sâu, sâu của nó là 25 luôn anh em, trời ơi, bì sâu nó 25 luôn, con đài rất là lớn luôn nha, đó, đài cổ nha, đài cuốn sáp nha, đó, để em coi cho anh em xem, này cũng có còn nè, bấm play nó vẫn lên, coi anh em coi nè, ủa sao hết lên luôn, hồi nãy lên giờ hết lên luôn, rồi hết lên luôn. Rồi đó anh em, hồi nãy là nãy hoạt động luôn nè, vẫn là lên chạy chân, đèn vô chạy luôn. Không biết làm sao em bấm nút đồng sao anh em. Lúc này nè, nút gạch này nè. Lúc này hay nút này vậy nè. Đó, hai nút này là có nút nè. Gạch sao mà mất tiêu ta chân luôn. Đó. Bó tay. Rồi. Con này điện nó là 220 phải không? Điện 220 nha anh em. Rồi. Ngon lành cành đầu. Em sẽ lên giá con này nha anh em. Con này chân cũng đẹp nữa anh em, khá là to ha. Con này đem ra bảo đảm sửa không có nhiêu tiền nha. Tại em biết lúc đó nó hát anh em, hát nhỏ, đèn vô vẫn lên chớp đàng hoàng. Cái này vẫn còn bấm ra bạn ấy luôn nha, vẫn thấy là nó lên luôn anh em, quay luôn đàng hoàng luôn, quay hai bên luôn đó. Đó, đài radio vẫn nghe gọt gạt luôn, nhưng mà cuối cùng giờ sao mất tiêu chứ, chứ nó chỉ còn nguồn thôi nè. Nè, tắt nè, tắt nguồn nè. Đó nè, tắt nguồn ha. Rồi, lên giá con này anh em. Đó, thị trường con này anh em biết rồi đó. Giá dao động không giờ dưới năm cũ anh em. Đó, một con này á. Nhưng bán giá yêu thương cho anh em thôi. Mã này 167. Mã này 167 nha anh em. 67. Em sẽ lên con này cho anh em với giá là 1 triệu nha anh em. Đó. Giá cho anh em với giá là 1 triệu ha. Nãy giờ em báo tình trạng cho anh em biết nha. Đó, con này giờ bắt đèn vu người ta còn đầy đủ chứ. Đó, tao vẫn hát nhỏ, bắn gắn vô đây nè. Mấy nút này, tín hiệu vô điện thoại tao vẫn hát nhỏ nha. Chứ không phải là không hát. Rồi, cái này vẫn mở này ra. Nó vẫn băng, nó vẫn chạy luôn. Đó, đầy đủ hai bên luôn. Đó, nhưng mà quên thử hai bát cho sống không? Quên thử hai bát luôn nè. À, gửi hai bát cho anh em xem nè. Đó, gờ ra ngoài ha. Con này sống tốt đó anh em. Đó. Anh thấy chưa? Rồi, tới con đây. Bát nó khủng, bát to lắm anh em. Đó. Rồi, ngon lành. Đó, thử mấy cái bát cho anh em sống cho nghe nè. Đó, anh em về chắc này sửa không nhiêu đâu, tại vì em bấm bằng sao không biết nó bấm bằng sao mắc hết trơn đó nha. Chớ luôn người ta còn đó. Rồi, cái mã 167, 1 triệu. Cho cái set cổ này đã đi qua. Rồi em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em là một cặp loa nha. Đó, cặp loa cặp thùng khá đẹp nha anh em. Hiệu của Sony nè. Đó, anh em thấy chưa anh em? Đó, để chưa xưa loại Sony nha. Đó. Hồng hồng càng anh em, hồng này em bán hoài nha. Cái hồng càng này em bán hoài cho anh em nè. Đó, con này thì còn nguyên thùng. Đó, gỡ rồi quá ổn. Đó anh em thấy chưa? Còn nguyên thùng luôn anh em. Đó. Nguyên thùng nguyên kiện. Đó anh em thấy chưa? Này có mắng keo nữa nha. Đó. Quay xung quanh cho anh em xem. Nè, có bán keo nữa nha. Con này Sony model đó là SSK5 nha anh em. Đó, con này 110W 6 ohm. Made in Malaysia. Đó. Ok, con này cũng vậy luôn. Đó, R L. Đó. SSK5 nha anh em. Ô, cũng còn chắc lắm. Cái này nói gì nè, tao làm gì mà chắc lắm nha anh em. Đó, tao sợ á. Rồi. Này, góc cạnh cũng còn ok nha. Đó. Thì nó cũng nhâm nhâm chuyện bình thường anh em. Đồ nội địa vậy là được rồi. Rồi. Em sẽ thử một con anh em. Đó, đang kết nối con bên đây nè. Đó, con bìa bên đây nè. Rồi. Bắt lớn lên thôi. Đó, bắt lớn lên cho lượm gạo nè. Rồi, ngon lành. Đó. Chép bát hát đầy đủ nha nè, để con còn ha. Rồi chép bát hát đầy đủ, tới con bên đây. Đó, tới bên đây nè. Rồi, ngon lành cho nào. Đó, hát tốt nha nè. Rồi, em sẽ đo đường kính đi. Đó, ngang. Ngang là 27 nha. Sâu, sâu là 27 luôn, vuông đi. 27 vuông anh em. Đó, đứng của em nó có khoảng là 48. Đó, đứng là 48 anh em.
Rồi hai cá tốt, em sẽ mở cho anh em xem bên trong một con rồi mới lên giá nha anh em. Rồi nè. Đó, con này đẹp chứ lắm anh em, đẹp ken span luôn á. Nè, cái này là chép càng nè, không càng nè. Đó, bây giờ mở ra nha. Ui giời, cái ê căng đẹp thấy ghê nha nè. Nè, cặp này nói chung ê căng khá đẹp luôn nha. Đó. Rồi mở cho anh em xem. Đây. Còn rất ok nha anh em, còn rin đàng hoàng á. Rồi bắt đầu khui cho. Khui khui, trời nặng gì. Úi giời ơi, nó như dây nè anh em. Đó, nó cun như vậy nè nha. Đó. Cun. Gút dắt được không? Cứng. Cứng hả? Ừ. Đó, đây Sony nè. Đó, anh em thấy chưa? Sony nha. Quá đỉnh luôn. Ủa từ nó bự lắm nè. Đó, phân tầng nó nha anh em. Nè. Phân tầng nó bọc lên luôn. Đó, chép. Không thấy, đó chép ghim đó, Sony đó nha anh em. Đó, chép không càng. Rồi. Con này đỉnh của chớp luôn anh em, con này là quánh khủng. Rồi, lên giá rồi nè, thị trường bán anh em biết ha. Đo bát không? Đo bát đi. Bát 21 anh em. Rồi mở lên lợi lỗ từ luôn lỡ. Rồi đo của từ đi. Đo nè. Từ nhỏ là 9 phân, từ lớn là 10 mấy. Rồi từ lớn 11 nha nè. Đó. Nhỏ 9, lớn 11. Rồi, quá đỉnh luôn. Rồi lên giá con này nha anh em, để giấy rồi. Đó, lên giá em này luôn, một cặp Sony nha anh em. Đó mã này. 168. Mã này 168 nha anh em, 168. Em sẽ lấy cặp này cho anh em với giá là 1,3 triệu nha anh em. Đó. Con này thị trường bán anh em biết ha. Đó, không càng nha anh em. Không càng nha. Rồi, 168, 1,3 triệu cho cặp bát của cái thằng Sony này. Đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo nha anh em, là một con âm ly nha. Đó, âm ly. Âm ly hiệu nó là sang xuôi nha anh em. Đó, sang xuôi nè. Sang xuôi model nó là Âu D707F nha anh em. Đó, sang xuôi. Nè, con này có sự chất có sơn nhẹ nha nè. Sơn hơi nhẹ nhưng mà chữ vẫn còn nha. Nè, full gì từ lớp mẹ cho anh em. Đó. Quá nhiều chữ rồi. Đó. Con này vỏ gỗ anh em. Nè. Vỏ gỗ nè. Đó. Mà ta dán cái gì ngoài hết trơn nè. Dán cái bọc gỗ ngoài nè. Đó. Vỏ gỗ nha. Con này thấy chưa? Rồi, quay sau lưng cho anh em luôn. Ủa cái này nó vàng vàng đã ra. Miếng này vàng vàng. Đây đây là sang xuôi nha anh em. Đó sang xuôi model Âu D707F. Đó con này điện thế 100V nha anh em. Công suất 250W nha. Đó 250W. Rồi đang kết nối OS nè. Đó U Âu X nha anh em. Đó Âu X. Rồi. Đang kết nối. Điện thì sử dụng điện 100V nha. Rồi bắt đầu bắt nguồn lên. Đó. Có nguồn nè, đang chớp nè. Đó nhảy cái cạch nha anh em. Mới nhảy cái cạch thôi đó. Rồi nhảy cái cạch là hết chớp rồi thấy chưa. Rồi bắt đầu là OS nè, đang chuyển OS nè. Thunder, Phone nè, Phone 2 gì nè. Đó nhưng mà mình đang chuyển OS nha anh em. Chỉnh qua OS, đó OS nè. Rồi bắt lớn lên thôi. Đang chuyển hệ AB chân nè. Đó, A cộng B luôn à. Rồi là cổng nào cũng hát được chân. Đó. Này hát luôn. Đó, cộng này cộng đỏ người ta mà ai gắn đen đâm vô luôn. Đó. Rồi ngon lành. Đó, ngon lành cái đầu nha. Đó, tình trạng con này hát tốt. Hát ok, bốn cổng đều hát hết, bốn lỗ đỏ qua hết trơn anh em. Rồi em sẽ khui cho anh em xem bên trong con này, đó hình thù như thế nào bên trong.
còn riêng hơn mắc riêng đó thì giá nó sẽ khác nhau. Rồi khui nha anh em, khui trời ơi như vậy là biết cái mạch đó nè anh em, tụ nè nha, để em phân từ từ cho bốn anh em coi là bốn tụ anh em, tụ để sang xuôi đàng hoàng nè đó, để sang xuôi nè, tụ ghim của nó luôn anh em đó, bốn con tụ. Cái này là cái gì, tản nhiệt, nguồn điện xịn đó, tất cả như vậy nè anh em, cổ kê của nó chưa nè đó, cái này luôn đó. Nhưng mà có cái này nha anh em, mấy con này bị thay hết trơn nè, anh thấy nè, nè bị thay chưa nè, 2, 4, 6, 8 nó thay vô 8 con gì anh em thấy nè, nhìn là biết nè đó. Và cái mạch này cũng bị thay luôn đó, mạch để chữ hiếu đàng hoàng nè đó. Nói chung là 8 con này bị thay, cái mạch này bị thay nè. Rồi ok, con này thị trường thì giá cũng đỉnh lắm đó, giả gỗ. Rồi lên giá, đưa cho lợi lên giá nha nè. Con này hát tốt nhưng mà nó bị như vậy á thì anh em biết rồi đó, giá này yêu thương nha nè đó. Anh em thợ về coi có làm gì thêm không, chứ con này giá đỉnh lắm nha. Mã này, mã này 169 nha nè, 169. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 1 triệu thôi anh em ơi, ai muốn nó làm tùm lum la chân chi đó, làm lại hát được, hát tốt đó, anh em mua về hát gia đình vẫn hát được anh em đó. Giá nó quá trời rẻ luôn, nó rẻ, nó kêu rẻ là rẻ tuột cái quần luôn anh em. Rồi mã 169, 1 triệu đã đi qua, bắt đầu lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi lên mã tiếp theo anh em đó, mà âm ly quá giặt nha anh em đó. Em ly hiểu là Araton vậy nè, Z36684EW đó. Mặt trước anh em thấy nè đó, em chưa vệ sinh nha anh em, bụi bặm dữ lắm luôn á đó. Nó cổng nào cái cổng của nó mít có một đống luôn nè, lay 1, lay 2, lay 3, lay 4, lay 5, lay 6, lay 7, lay 8, 8 lay nha anh em đó. Cái mặt nó như là một cái mặt mixer vậy đó, như một cái mặt mixer đó anh em đó. Nút ná nó đầy đủ cho nha, ồ nó nhiều nút lắm nha anh em đó. Con này con âm ly quá giặt gì đâu, nó bự gì đâu nè anh em, chà bá nè anh luôn. Con này hầu như là 18 cái mấy, gần 19 luôn, 19 kg luôn. Nó âm ly nó bự gì nè anh em đó, nó bự như vậy được chưa, khá là bự luôn nha, khá là to luôn cái âm ly này á. Không biết ông nào mà ông chế cái âm ly quá to luôn rồi nè. Rồi rồi cái mặt nó bự làm sao đó, bự quá em cũng ngán nữa, quá bự quá to. Đây công suất anh em, công suất con này đó 1600W, cổng 800W anh em thấy chưa đó. Đằng sau nó như vậy đó, đằng sau có kết nối có hai cái quạt, rồi mặt trước nó anh em đó, tín hiệu nó trước nhóc chưa nè. Nè đó, em đang gắm ở đây nè đó, tùm lum tín hiệu cho anh em chuyển hệ thôi đó. Rồi bắt nguồn nó thôi, điện 220 nha đó. Rồi bắt von lớn lên, này là von meter nè, meter cho hai kênh anh em. Còn này tổng nè, quất lên cái một nè. Thì anh em ơi, đúng là con này phanh khỏe ở dưới này nha. Rồi tới đây nè, tới đây con này đúng là quánh như trâu. Thì rồi quá khỏe đó, quánh rất khỏe rất tốt luôn. Rồi tắt nguồn nó đi, quá rồi quạt nó chạy nghe ghê mà nè đó, quánh như trâu. Rồi em sẽ khui con này nha nè, khui coi bên trong như thế nào, lên giá nha. Khui thợ gỗ nó bự nè anh em, ính ôi quá trời luôn anh em nè, mạch đó nè em hết biết đường rồi, gấu rồi nè đó. 8 cộng lai, 8 cái mạch dài sọc nha anh em đó. Còn mạch này mạch gì nó tùm lum hột me cho anh em ơi dùm nè đó. Nguồn điện anh em, nguồn điện chà bá nè anh luôn, nguồn điện này là GHS toàn nha đó. Rồi nguồn điện GHS 4 con tụ, bên đây là 8 con sò tô sò ba sò lớn 8 con, và bên đây cũng là 8 con luôn anh em đó. Tổng cộng là một bên 8 là có nghĩa là 16 con sò lớn anh em, 16 con sò tô sò ba lớn, nó bự như vậy nè anh em đó. Còn khoảng trống rất là to luôn nè, ôi trời ơi nó bự làm sao, khá là to luôn.
Đó, nào mà có em yêu khoa học chế cháo gì đó làm nha. Con em bự của em quải cho đậu rồi. Đó, rồi gấp lại lên giá yêu thương cho Nam về nghiên cứu hay là lấy linh kiện của đây hay là muốn làm gì đó muốn để gì hát luôn nè. Con này hát tốt nha. Hát khỏe nha, nhưng mà con này khá bự nha em. Nó bự làm cho mình sự cồn kềnh mình quải cho đậu chứ gì chứ. Nó để một cái là chiếm diện tích. Rồi mã này 170. Mã này 170 nha em. 170. Đó. Theo như con thường mà con mỏng mỏng mà 16 con sò là em bán cả triệu mấy rồi, nhưng mà con này dày quá dày em quải quá. Em bán giá yêu thương cho anh em cho đi luôn tốt cho rồi luôn. Mã 170 để con này cho anh em với giá là 800k thôi anh em. Đó. Em biết chắc con này giờ anh em có ít có ai xài lắm, có người xài có, nhưng mà người ta lấy đồ người ta chế không à. Đó. Anh em có cái âm ly kỳ ke xíu bụi nhà đó, anh em lấy nguyên cái bộ phụ kiện này dục qua. Đó. Còn lấy nguyên cái mặt anh em làm cái mixer đỉnh luôn. Rồi, mã 170 800k cho cái âm ly trà bá này đã đi qua. Rồi, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên một con âm ly nha anh em. Âm ly mà nhìn thấy ghê không, đen thù lùi. Đó, mặt trước nút ná đầy đủ nha anh em nè. Con này nặng nha, nặng không 17kg, 16-17kg anh em thấy chưa. Đó, con này hiệu đó là Yamaha nha anh em. Yamaha model là B70 nè. Đó, anh em thấy chưa. Đó, nút ná đầy đủ nha anh em, mặt trên nó cũng đẹp luôn. Đó, ốc ác là đủ chưa nha. Rồi, quay xung quanh cho anh em xem. Đây, model nó có luôn, ốc mở ra cho anh em. Mở ra lắc khui cho anh em cho nó dễ giống gì chứ. Yamaha model là B70. Đó, con này điện thế 100V nha anh em, 220W, 220W made in Japan nha. Đó, nút đá nè. Cái này nút chắc là thay chưa nè, nút mới đẹp với ghê nè. Đó, đẹp keng luôn ha. Rồi, nó có một chỗ cổng vô thôi. Đó, con này tình trạng hình như nó không hát anh em. Đó, bắt lên nguồn bấm đầy đủ nhưng mà không hát, ác gì đó. Nè. Tín hiệu vẫn có nghe chớp chớp đây luôn nè. Rồi, bắt lớn lên nè. Đó. Nè, nó đang hát luôn nè, đang chớp nó hát nè, thấy không? Nè, em rút ra tắt nè, rút sau lưng ra tắt nè. Rút một cái này nè, rút một giắc là hát còn hát bên nè. Đó, anh thấy rõ ràng không? Gầm lại nha. Đó, gầm lại hát hai ba lần nè. Đó, thấy chưa? Nó vậy mà nó không hát nha, nó còn vẫn lên chớp đàng hoàng, tại nhỏ lớn. Nè. Nhỏ nè, nó. Ủa. Nhỏ lên nào trời. Đây đây nhỏ lên nè, nhỏ lên này nè. Đó, lớn lên là. Rồi. Đó, tình trạng nó như vậy đó. Nó chớp vẫn còn chớp và đàng hoàng, nó không hát nha. Rồi em tắt nguồn nha nè. Đó. Đó, tín hiệu nó vẫn hát đàng hoàng mà nó không ra cái lo nè, không ra mấy cái cổng lo này nè. Không biết lý do như nào. Bắt đầu em khui nha. Cái vỏ rất đẹp nha. Khui. Trời ơi, con này nhìn khủng khiếp thì ghê. Đó, anh em thấy nè. Nguồn điện gì thì ghê thì trời, bự nữa anh em. Nè, nguồn điện này cái kiểu đai nè, cái kiểu này là giữ nó nghe nó phải thiên hiền luôn anh em nè. Đó, xanh lè xanh lét nè. Đó. Điện 100V nha anh em, thấy nó gì mà 100V bự lắm nha. Nguồn điện trà bá luôn nha. 4 tụ, 2 tụ lớn và 2 tụ vừa vừa. Tụ trà bá nè luôn á. Nó bốn con sò trà bá nè anh em, sò xanh ken bự nữa. 1 2 3 4 nha, và nó thêm là 1 2 3 4 5 6 7 8 8 con sò xanh đen anh em. 4 con đen, 4 con xanh. Ê, 8 con đen, 8 con xanh. Nè. Đó, nó sẽ có 8 con sò xanh như thế này. Đây 4, bên đây 4 là 8. Và đây là 4 con đen. Và đây 4 con đen nè. Đó, mấy sò này chắc ghim đó. Đó, 8 con đen, 8 con xanh nữa. Sò thấy ghê. Và 4 con sò xanh can trà bá đó nè. Đó. Mặt như vậy nghe nè. Đó, tình trạng là ai cũng có chấm chút đỉnh thôi nè. Đó. Chấm cái này mấy cái cổng ga đèn thôi này kia thôi anh em ơi. Rồi. Không có nói dài dòng anh em. Đó, tín hiệu có. Con này khủng nha, con này anh em làm được là khủng lắm luôn á, khủng khiếp luôn, khủng long một chúa luôn. Rồi mã này 171 anh em. 171. Đó, em sẽ lên con này cho anh em với giá là cũng là 1 triệu luôn anh em. Đó. Anh em nào làm thợ thì hốt mấy này về đi, cái này mà làm được thì tới công chuyện luôn. Đó, mấy con này độc lạ hiếm nữa anh em, mấy con này hiếm nữa. Rồi, tình trạng đã báo xong và giá cũng đã lên. Rồi xong, em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó, lên lượt hai con súp luôn nè, súp Samsung nha. Hai con thứ một. Đó. Samsung nha anh em. Đó, một con tình trạng nó y gan nhau giống hệt luôn anh em, súp của Samsung. Con bị nứt chỗ này nè. Con nứt lần nữa nè, chút xíu chỗ này nha. Còn như là bình thường, mấy con kia cũng bình thường thôi. Nè. Đó. Quay cho anh em hai con luôn. Ok, con còn tem, con mắt tem, con này còn tem nè. Đó.
ok nha anh em, model đó là SB EV3 -1 đó, 3 ôm Samsung nha anh em, súp dữ luôn á. Đó anh em thấy chưa? Đó, còn viền nữa kia, còn cái gang anh em. Đó. Hai con thì như nhau, rồi đo đi. Đo đường kính. Ngang nó là 20 nha anh em, đó. Sâu thì tới 35 lận. Đứng nó 40 nha anh em, đó, hai con thì như nhau. Con bị đứt nhẹ này không biết bị gì. Chắc vận chuyển quá anh em ơi. Vận chuyển quá. Rồi. Test từ con đi. Đầu tiên là test con này trước. Đó, đang test con này nè. Úi giời. Muốn hết gà luôn. Đó, hết gà mà tắm nó luôn. Rồi, xong, một thằng. Tới bên đây. Tới con đây nha. Đó. Rồi được rồi. Ngon lành nha. Cầm thì dở lên thấy coi bên trong nè, nó sạch rồi nè. Đó, cái họng đã không không kèn, bỏ xuống tới con này. Đó nè, thấy chưa, rất sạch nha. Rồi lên giá hai con luôn, lên thêm con bên đây luôn. Đó, lên giá rõ ràng cho anh em luôn nè. Con này đẹp hơn, con này mã mấy rồi? Mã này 172 anh em, 72, con này đẹp hơn. Ai sẽ bán con này cho anh em với giá là 600k anh em. Đó. Con này hơi bị cái này chút xíu. Thì con này 173. Em sẽ để con này cho anh em với giá là 500k anh em. Đó. Đâu đó rõ ràng anh em. Rồi anh em mua 200 hai con này em bớt cho 100k vậy thôi. Anh em nào chốt được hai con cái một thì là bớt được 100k. Còn anh em chốt lẻ thì con này 600 nè, con này thì 500 anh em. Rồi. Súp hơi của thằng Samsung đã đi qua. Đó, hai mã này đã đi qua. Và em sẽ lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Cầm lên cho mày. Rồi, em lên mã tiếp theo anh em. Đó là một bộ như này nè. Đó, bộ này cũng Samsung nha anh em. Con này hình như nó thiếu súp á. Nó còn một cái súp của nó, bộ súp nó. Đó anh em thấy chưa? Nó gồm cái bộ nó có nhiều thôi anh em. À, để em tắt nguồn này, có remote luôn nè. Tắt cái đi. Đó, tắt cái này nè. Đó. Đó gồm có một cái của nó là một con chép nè. Cái con chép là con bát anh em. Con bát con chép nè. Đó. Với một cái công sức. Đó, công sức như này nha anh em, để Samsung nha. Rồi mặt trước nó như này, rồi em quay xung quanh cho anh em xem luôn. Đó, nè nó mô để là anh em, Samsung nha, model đó là MX HS 7000 anh em. Con này 165W. Đó. Ok nha anh em. Con này thì nó dắt nó gì vậy nè. Gom vô đại vậy luôn đi, cái dắt nè, cái dắt ai chế đã không. Đó gom vô lên nè, nó cổng súp nè, hai này súp, hai này chép hay gì đó, hai bát gì đó, nói chung anh em về nghiên cứu nha anh em. Đó, thì nó có một cổng out in 2 nè, đó anh em thấy chưa. Rồi để em báo tình trạng cho con này cho anh em thấy nha. Con này anh em, con này bắn mới đút luôn, hát bắt lớn lên nhảy nè nè, để em bắt nguồn lên cho anh em xem nè. Đó, hello ha. Đó, à, bắt lớn nè. Xíu nhảy nè. Nhảy. Đó nè, thấy chưa, nó nhảy nghỉ hát không. Đó, nó kỳ vậy đó nghe nè. Đó, nói chung con này trên nó kỳ vậy. Rồi, em tắt con này đi. Con này có đôi mốt nha. Nè, bấm tắt nè. Đó, ốp nha. Rồi, khiên con này xuống đi. Rút điện khiên nó xuống đi. Giải quyết con này xong rồi đó. Giờ tới bà em cái bát em thử, lấy con khác thử đi anh em ơi. Thử rồi nó ngắt rồi. Hát rồi nó ngắt nè. Đó. Rồi. Gom vô. Em cho anh em coi cái tình trạng con này nè. Tình trạng con này chắc có sự hở chút xíu anh em nè. Đó. Chốc chút xíu nè, cái thùng anh em. Đó, con dưới cũng vậy luôn. Hơi nha. Nè, đó. Một cặp. Đó nè, thấy chưa? Bây giờ cái này rồi thử từ cặp đi, không cử cặp trên này trước đi. Vậy nè. Con trên này trước nè, đó. Thử qua ly nè anh em, cho ly này cho chắc ăn hơn. Đó, thử ly này nè. Rồi.
cái khung gì rồi. Rồi tới đây rồi. Sao ngộ há chép không vậy? Rồi tới con dưới đây nè. Tình trạng em thử là nó không hát, con này em hát cái chép không à, còn con này bass đi nè, đi hay là nó làm sao, con thấy cũng còn nguyên nha. Hai đứt dây này nghe chưa kiểm tra anh em. Rồi con dưới thì nó bị, rồi bị chuột cạp xung quanh luôn, làm thấy chưa. Rồi đó, lên giá thường thôi. Ơi cạp hết trơn anh em ơi, cầu nữa nè. Đó con này thì bán giá thương cho anh em, có làm lợi anh em. Nè con dưới hát mà cái ấy nó bung luôn nè, cái màng nó cái găng ngoài nó bung nè, con này không hát mà nó không bung nhưng mà không hát đó. Bán giá yêu thương, còn em không mua thì lần sau em kiểm tra lại cái này, chưa kiểm tra nữa. Và mã này 174, em sẽ để con này cho anh em với giá là cặp này 500k anh em đó, 500k ha. Rồi xong, em tiếp tục tới con này trong đây luôn anh em. Đó con này thì anh em nãy thấy ha, tình trạng nó là nó hát đó, nó ngắt anh em. Đó con này thì có đồ mốt luôn anh em, có làm thì làm nha. Rồi con này thì mã 175 nha anh em. Em sẽ lên con này cho anh em với giá là giá yêu thương em, để cho anh em với giá là cũng 500k luôn ha. Đó 500k luôn anh em. Rồi hôm nay lên chỉ có nhiêu thôi anh em ơi. Đó nói chung em còn rất là nhiều đồ yêu thương nha. Đó thì hẹn anh em những video tiếp theo. Đó lên những video tiếp theo, lên những đồ yêu thương bự này kia lên em. Đó rồi không có đó dài dòng nữa ha, em sẽ kết thúc video tại đây. Đó anh em thấy video hay quá thì anh em nhớ cho mình like anh em, một chia sẻ và đăng ký kênh để có nhiều động lực ra nhiều video hay và sẵn sàng yêu thương cho anh em nghe anh em. Bye bye anh em, chào tạm biệt anh em nhé.